Xin lỗi các bạn, lại là tớ, Hài Hỏi Chấm đây. Nếu ai thắc mắc tại sao lại xin lỗi thay vì xin chào thì... tôi đã om series xin kinh dị cũng tròn 1 năm rồi đấy. Video đầu tiên là cấp độ ma quái, đang ngày 6 tháng 3 năm 2023. Còn cấp độ người lớn cũng phải khiếp sợ thì đang hôm 26 tháng 6 2023. Thôi, các bạn thông cảm. Cũng vì mải mê xem Doraemon quá nên chưa làm được. Chứ không phải là lười, rồi đói content mới lôi ra xử lý nốt đâu. Thật đấy, uy tín mà. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá 10 tập phim trên kinh dị thuộc cấp độ sang chấn tâm lý nhé. Hãy chuẩn bị tinh thần, kẻo lại trách Hải không cảnh báo trước. Bắt đầu thôi, nhé. Số 10, tập 702, niềm vui khi ở nhà một mình. Một trong những thử thách mà một đứa trẻ cần phải trải qua để trở thành người lớn, đó chính là ở nhà một mình. Trải nghiệm này không vui vẻ như anh Tèo ở bên Mẽo thiết kế bẫy để đưa phỏ béo bọn trộm trong bộ phim cùng tên nhưng khác ngôn ngữ đâu, mà nó kinh dị hơn nhiều. Mẹ Mise bị thu hút bởi cây lan gọn mặt của bác hàng xóm nên đã sang để trải nghiệm thử. Chị ngủ dậy, tìm mẹ trong nhà vệ sinh thì bàng hoàng hét lớn. Trôn, trôn Việt Nam, chứ thấy người trong bồn cầu thì đã quá. Sau khi chắc chắn chỉ có mình ở nhà, Shin sung sướng làm điều cô ao ước bấy lâu. Đột nhiên, có tiếng động phát ra từ nhà tắm. Ra là cái vòi sen bị lòng khói mắc cài. Căn nhà trông vắng yên tĩnh quá nên một âm thanh nhỏ như giọt nước rơi cũng khiến ta rợn tóc gáy. Đột nhiên, có tiếng bước chân chạy duỳnh duỵch trên tầng vọng xuống. Khi ra ban công kiểm tra, Shin nhìn thấy Bạch Tuyết cứ sủa inh ỏi như đang cảnh báo về mối nguy hiểm sau lưng cậu. Một cái bóng đen xì, toàn thân bù xù lông lá đang nhìn chằm chằm. Hú hồn, chỉ là một con quạ thôi. Chuyện kỳ lạ vẫn chưa dừng lại. Trong đống đồ bề bộn của mẹ có tiếng điện thoại, nhưng khi nhấc máy thì đầu dây bên kia nói rằng mình gọi nhầm. Khoan đã, điện thoại này đã hỏng và hết pin từ lâu rồi mà. Cái kết lửng lơ của tập phim này khiến tâm lý nhiều người bất ổn phết đấy. Số 9, tập 807, Người Tuyết Giữa Mùa Hè. Trong tín ngưỡng dân gian của Nhật Bản có một khái niệm gọi là Tsukumogami, linh hồn của những đồ vật. Không chỉ người Nhật mà các nước Á Đông đều cho rằng những đồ vật tồn tại ở cõi nhân gian qua nhiều năm sẽ có linh hồn đến trú ngụ. Vào mùa tuyết rơi dày đặc đầu năm, Shin đã tự tay làm một người tuyết lạnh quá, em họ của Dương Quá bị cụt tay trái. Vì muốn chơi với người tuyết thật lâu, cậu đã cất nó vào tủ lạnh. Nhưng rồi, người tuyết hoàn toàn bị lãng quên, bị giam trong nhà tù chật kín những đồ đông lạnh giảm giá, khiến hình dạng của nó bị méo mó đến đáng sợ. Và rồi vào một đêm mùa hè, trời mưa đầy sấm chớp, người tuyết đã sống dậy và bắt đầu màn trả thù của mình. Kế hoạch của hắn rất táo bạo, lấy một khối băng nhọn và cắm vào đầu Shin. Thật may khi cô cậu đã đội mũ Shinkamen và thoát được vụ ám sát. Thua kèo này, người tuyết bày kèo khác. Hắn sẽ dùng close-up hơi thở băng giá, đóng băng rồi đập vỡ cơ thể của Shin. Ai ngờ cô cậu đá con khủng long văng trúng người tuyết, thế là ở nhà đỡ phải bật điều hòa. Nghe tin bố chuẩn bị đi mua thêm đồ đông lạnh, người tuyết hoảng sợ, không muốn bị giam cầm trong ngăn đá nữa. Vì Shin có dấu hiệu sốt nên cậu không thể đi siêu thị cùng bố và Hima. Đây là cơ hội tốt để người tuyết ra tay. Hắn biến thành một miếng băng nhọn và kết liễu Shinosuke. Đột nhiên Shin tóm lại, cứ tưởng cậu đã nhận ra người bạn năm xưa. Ai ngờ ông này bị mê sảng, mơ thấy kem trái cây. Cuối cùng, người tuyết đã tan chảy vì bị Shin mlem. Tính ra tên người tuyết này cục xúc phết, toàn chọn cách thức dã man để trả thù. Số 8, tập 472, màn trả thù của thỏ bông. Lại thêm một đồ vật có linh hồn trú ngụ, đó là chú thỏ bông ở nhà của Nene. Có thể nói, thỏ bông chính là nhân vật đáng thương nhất trong Shin cậu bé bút chì. Mỗi khi mẹ Sakurada và Nene tức giận là thỏ bông lại bị đấm không thương tiếc dù chẳng làm gì sai. Có lẽ giây phút yên bình duy nhất của nó là những đêm trăng đỏ như máu, nằm thảnh thơi ăn bánh pudding và xem TV. Nhưng xui thay, bí mật ấy đã bị mẹ và Nene phát hiện. Mà cũng chẳng sao, ngày thường đánh người ta mạnh lắm, giờ co rúm hết cả người kìa. Nhân danh loài thú nhồi bông, thỏ không thể nào tha thứ cho hành động bạo lực dã man. Nó bắt hai mẹ con làm nô lệ cho mình. Không hài lòng là quát ngay. Nó thích uống nước ép cà rốt, ưa đánh đấm nên toàn xem phim tra tấn rùa. Thật may đó chỉ là một giấc mơ, nhưng kỳ lạ là cả hai mẹ con đều mơ thấy cùng giấc mơ đó. Không biết thỏ tinh là thật hay giả, nhưng sau tập phim này nhiều người phải xem xét lại việc ôm gấu bông đi ngủ đấy. Số 7, tập 367, cuộc đọ sức giữa Shin và Shin. Mỗi lần soi gương tôi lại thắc mắc tại sao mình lại đẹp trai. Tôi lại thắc mắc liệu hình ảnh phản chiếu trong gương có thật sự là ảo ảnh hay không. Và sau khi xem xong tập phim này càng khiến tâm lý của tôi bị lung lay. Chuyện là Shin không nhổ cỏ giúp mẹ, không ăn bữa xế, không chơi với chị Nanako, nhưng mọi người lại khẳng định chính cậu đã làm những việc đó. Nếu không phải bị bệnh tâm thần thì chắc chắn có ai đó đang trêu ghẹo tên siêu quậy rồi. Quả đúng như vậy, Shin phát hiện một kẻ đứng núp sau tấm cửa cười khoái chí khi thấy cậu bị xoay như trong chóng. Shin tức giận đuổi theo, nó chạy tới bàn trang điểm của mẹ rồi chui tọt vào tấm gương. Shin nhảy vô thì bị chặn lại.
Có vẻ như người thật không thể dễ dàng ra vào thế giới trong gương được. Thấy Shin định lấy son để vẽ bậy lên mặt Shin giả mạo, mẹ vội vàng cản lại. Đến đây, cu cậu rất thông minh khi đã nghĩ ra cách trả thù. Shin pha ke là phản chiếu của mình thì chỉ cần trêu mẹ để hình phản chiếu của mẹ cho nó một trận là được. Đúng như kế hoạch, cả hai thằng Shin đều bị lôi đi xét xử. Tập phim này khiến tớ liên tưởng đến tập kéo cắt bóng của Doraemon. Nội dung cũng tựa tựa nhau ha. Có thể các bạn thấy buồn cười và chẳng có gì gọi là sang chấn tâm lý. Nhưng thử nửa đêm có đứa chui ra từ chiếc gương trong phòng xem. Ôi dồi ôi luôn. Số 6, tập 367, Shinosuke bị thu nhỏ. Vẫn như mọi ngày, ông anh hai rất thích trêu chọc cô em gái nên bị mẹ đánh đòn và làm ngơ. Vì đời quá bất công và cọng lông không bao giờ thẳng, Shin ứ chịu nổi, cậu quyết định lăn ra sàn và ngủ. Sau đó, Shin vươn vai ngồi dậy, đột nhiên phát hiện một con khủng long to trà bá. Nhìn thùng đồ chơi của mình, cậu nhận ra mình đã bị thu nhỏ. Khi chạy đi tìm mẹ, cậu nghe một tiếng gầm gừ rất lớn. Chẳng lẽ trong nhà lại có quái vật? À, thì ra là mẹ Mise đang ngủ trưa. Cô cậu chạy đến gần thì suýt bị ăn như lai thần trưởng, may mà kịp chui qua kẽ ngón tay. Quái vật thật sự bây giờ mới xuất hiện. Hima cố gắng tìm cách bắt lấy anh Shin. Là em bé thì thấy cái gì lạ là đứa nào cũng muốn cho vào mồm. Hima kéo đứt luôn sợi tóc mà Shin cố bám vào, nuốt chửng Shin vào bụng. Vẫn như mô típ quen thuộc, tất cả chỉ là một cơn ác mộng, nhưng trên tay Shin vẫn còn cầm sợi tóc của mẹ. Đến đây thì các bạn đã nắm rõ công thức làm phim kinh dị của Shin cậu bé bút chì rồi nhé. Cứ ác mộng cộng với cái gì đó trong mơ xuất hiện ngoài đời thực là xong. Số 5, tập 107, mất bình tĩnh ở trại hè. Những buổi cắm trại tập thể luôn là khoảng thời gian thư giãn và thoải mái nhất sau những ngày học tập và làm việc chăm chỉ. Cho đến khi màn đêm buông xuống giữa núi rừng hoang vu hẻo lánh cùng hàng ngàn câu chuyện ma chuyển miệng, cắm trại chính thức trở thành một cơn ác mộng ngoài đời thật. Ngay từ lúc sơ chế thức ăn nấu bữa tối, đám nhóc đã bị cô Matsuzaka dọa cho phát khi hiện nguyên hình là một con ma nữ độc thân cầm dao. Đến tối, nguồn sáng duy nhất lúc này chỉ còn ánh lửa trại. Khi nó tắt rụi, tất cả khu rừng sẽ chìm vào bóng tối. Một cú vỗ vai nhẹ thôi cũng đủ khiến tim ta nhảy thoát ra ngoài. Ấy vậy mà bang chủ vẫn muốn thử thách những trái tim non nớt bằng bài kiểm tra lòng can đảm. Đích đến là cái cây lớn ở cuối con đường. Người sợ hãi nhất chắc chắn là chùm nhát cái Maso, lại thêm cái tính cù nhây của ông Shin, rồi cả hai cô giáo dọa ma nữa. Đúng là không có gì đáng sợ hơn con người mà. Đến lượt nhóm Shin, người dẫn đầu chắc chắn là Kazama rồi. Mà các bạn có để ý không? Thường thì cái đứa to mồm nhất là cái đứa dễ sợ nhất. Hết bỏ chạy, Kazama lại phải trấn an bản thân liên tục. Bỗng, Maso nghe có tiếng con gì đó đang đuổi theo. Kazama cố bình tĩnh, nhưng tiếng động ngày một gần, buộc tất cả phải bỏ chạy thục mạng. Ai dè là tiếng vừa đi vừa vỗ mông của Shin vì bị muỗi đốt. Chợt cả bọn phát hiện, Kazama đã biến mất. Cậu ta đang bị lạc trong rừng, nhìn cái gì cũng cảm thấy đáng sợ. Kazama chạy lại thì Shin lao đến chu môi, sợ quá nên phải đánh lái, đâm sầm vào con dấu trên tay Maso. Tuy người ngợm tơi tả, nhưng cả nhóm đã hoàn thành nhiệm vụ và rút ra kết luận, nụ hôn của Shin còn kinh dị hơn cả ma quỷ. Số 4, tập 367, người lạ không quen. Câu chuyện tiếp theo kể về một loài yêu quái khá nổi tiếng ở Nhật Bản, tên là Yashiki Warashi. Yêu quái này xuất hiện dưới hình dạng của một đứa trẻ cỡ 5-6 tuổi. Thay vì khiến con người sợ hãi thì nó lại làm ta có cảm giác buồn thương. Có hai câu chuyện phổ biến về nguồn gốc của loại yêu quái này. Đầu tiên, vào thời Mạc phủ Kamakura, có một gia đình nghèo khổ, cha mất, mẹ bệnh nặng, cô con gái hàng ngày phải lên núi hái thuốc. Thế rồi một ngày nọ, người mẹ mãi chẳng thấy con trở về. Nhiều ngày sau, bà vẫn nhận được thuốc đặt ngoài cửa nên vẫn duy trì được sự sống. Cho đến khi âm thầm theo dõi, bà phát hiện người mang thuốc đến đều đặn chính là con gái của mình. Cuối cùng, bà đau khổ khi nhận ra cô con gái vì trượt chân nên đã ngã bỏ mạng trên núi. Nhưng vì quá lo lắng cho mẹ nên linh hồn vẫn vất vưởng nơi trần gian. Câu chuyện thứ hai là một phong tục cổ khá đáng sợ. Những gia đình nghèo khổ nhưng đông con đã kết liễu sinh mệnh của những đứa con yếu ớt và chôn dưới sàn nhà. Vào những ngày mưa, chúng sẽ hiện hồn và dọa ma những người xung quanh. Đáng sợ quá các bạn nhỉ. Nhưng Yashiki Warashi trong Shin cậu bé bút chì lại rất ngây thơ và chẳng làm hại đến ai. Cậu bé ấy tham gia vào trò chơi trốn tìm, trò chơi gia đình của đội phòng vệ, ăn đá bao của thầy hiệu trưởng, cứ lặng lẽ trà trộn và khiến mọi người cảm thấy khó hiểu, chứng tỏ đây là một con ma thân thiện. Cuối cùng thì tôi cũng tìm ra loại ma không cần phải sợ rồi. Số 3, tập 241, búp bê Pháp bị nguyền rủa. Búp bê vốn là món đồ chơi bình thường, gắn bó thân thiết với tuổi thơ của trẻ em. Vậy mà từ khi nó được mời đi đóng phim ma, tớ chẳng thể nhìn búp bê theo một cách bình thường được nữa, nhất là mấy con búp bê cũ kỹ bị bỏ rơi. Vào một buổi chiều tà, mẹ Mise nằm trằn trọc với giấc ngủ. Trong cơn mộng, mẹ thấy một con búp bê mặc váy xanh, nó xoay đầu 180 độ, trợn mắt trừng trừng vô cùng đáng sợ. Tối hôm đó, bố Hiroshi đi làm về và mang theo con búp bê được đồng nghiệp tặng. Nó giống hệt với thứ mẹ đã thấy trong giấc mơ. Tính ra, nó cũng hơn 100 năm tuổi rồi đấy. Đêm xuống, khi cả nhà đã ngủ say,
Con búp bê đó nở nụ cười ma mị ngay trên đầu mẹ. Mẹ choang tỉnh dậy, may quá, chỉ là một giấc mơ. Quả đúng là giác quan thứ 6 của phụ nữ, người đồng nghiệp cho bố con búp bê đã khuyên bố nên ném nó đi, kẻo gặp tai họa. Thật ra, bố nhặt nó ở bãi rác lúc nửa đêm trên đường về. Shin và mẹ có ý định vứt nó thì bị nó chửi mắng và đe dọa. Thật ra, nếu tình huống này mà xảy ra ngoài đời thì cũng không cần lo lắng đâu các bạn ạ. Cứ làm theo anh JP là được. Nguồn gốc sâu xa của lý do tại sao búp bê căm thù con người là vì, cũng như những món đồ chơi khác, nó chỉ quan trọng với con người thời gian đầu, chơi chán thì lại vứt ra bãi rác. Thế nên, nó muốn trả thù và chiếm hữu Hima cho riêng mình. Shin và mẹ rối rít cầu xin, nhưng không được. Cửa cũng khóa chặt nên bố mãi không thể vào giải cứu. Và các bạn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo chưa? Chính xác, lại là một giấc mơ. Đúng công thức Shin kinh dị tới đúc kết ở trên luôn. Nhưng mà bạn nào có búp bê thì cũng nên cảnh giác nhé. Kèo nửa đêm lại thấy nó uống xì tinh thì chết dở. Số 2, tập 936, thang máy quỷ quái. Thật bất ngờ khi đứng ở top 2 là một tập phim khá mới, chứng tỏ sự kinh dị của nó đến từ nội dung, chứ không dựa quá nhiều vào nét đồ họa xưa cũ như những tập phim thời kỳ đầu. Quả thật, cách dùng ác mộng để lý giải mọi sự kiện quỷ quái xảy ra đã không còn được sử dụng nữa. Thay vào đó, tập phim Thang máy quỷ ám đã bỏ lần cái kết, khiến chúng ta ngơ ngác nhưng không hề khó hiểu, bởi rất có thể ai đó ngoài kia đã gặp tình huống tương tự. Kazama đã đi vào thang máy của chung cư và không thể nào lên được tầng 7, nơi có căn hộ của gia đình cậu. Kể cả chạy thang bộ, nhưng giữa tầng 6 và 8 không hề tồn tại tầng 7, dù bên ngoài nhìn vào vẫn thấy mọi thứ bình thường. Khi lên tầng thượng, cậu chứng kiến sự kiện đã xảy ra ở quá khứ và thấy bản thân dường như đã bị thay thế bởi một sinh vật nào đó. Cuối cùng, Kazama vẫn an toàn trở về nhà, nhưng nơi cậu đã đi lạc thì không ai biết đó là đâu cả. Có thể đó là một chiều không gian đen tối hay một thế giới song song nơi những thế lực theo dõi cuộc sống của chúng ta. Có ai đi thang máy mà gặp chuyện kinh dị chưa? Chia sẻ cho tớ và mọi người cùng nghe với. Số 1, tập 241, trường mẫu giáo đáng sợ. Và đứng đầu danh sách những tập phim kinh dị nhất của Shin cậu bé bút chì chính là tập 241, trường mẫu giáo đáng sợ. Mọi buổi sáng, người đi đón các em học sinh là cô Yoshinaga, hôm nay lại là cô Matsuzaka. Khi đến trường thì mọi thứ quá vắng lặng, chẳng có tí không khí lễ hội nào như cô giáo nói. Ngoài hai điểm kỳ lạ ấy, Kazama còn phát hiện trong trường tòi ra thêm một phòng học nữa. Nghe thấy tiếng náo nhiệt, Kazama hào hứng chạy đến mở cửa. Nhưng nơi đây chỉ là không gian tăm tối, không một bóng người. Cô Matsuzaka hối hả chạy đến bảo rằng cả trường chẳng có ai. Cô đã đi tìm phòng học của ba lớp, chỉ còn căn phòng thứ tư thôi. Căn phòng tối tăm và phủ đầy bụi. Đột nhiên, cánh cửa đóng sầm lại, hai đốm lửa xuất hiện. Maso mất tích, rồi đến Nene. Từ trong bồn cầu, tiếng khóc ai oán của Nene cứ vang vọng lên. Từ trên trần nhà, mọc ra những bức tượng thầy hiệu trưởng, cô Yoshinaga và Bo. Mọi người đều bị hóa đá. Đến đây, cô Matsuzaka nở nụ cười quái dị, rồi gục mặt vào bồn cầu. Mặt đất rung chuyển, Shin tìm lối thoát thì bị chặn cửa, các bức tượng bắt đầu rơi xuống. Một bàn tay túm lấy tóc Kazama, cô Matsuzaka đã biến thành một hồn ma và tấn công cậu. Kết thúc của họ sẽ đi về đâu? Các bạn thử đoán xem. Chính xác, lại là một cơn ác mộng. Xem nhiều quá, đoán được luôn mà chán chứ. Nhưng phải công nhận rằng, màu sắc và tạo hình ma quỷ trong tập phim này rất đỉnh. Nhìn thôi cũng toát lên sự u ám, ghê rợn rồi. Còn nội dung thì miễn bàn nha. Trên đây là danh sách 10 tập phim thuộc cấp độ sang chấn tâm lý của Shin kinh dị. Thế nào, tâm lý của mọi người vẫn ổn chứ? Nếu vẫn chưa đủ đô thì kết hợp thêm hai cấp độ trước tớ đã làm nhé. Đảm bảo đêm nay mất ngủ luôn. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi. Nhớ like và đăng ký kênh để đón chờ những video mới từ Hải nha. Đừng quên đề xuất các đề tài mà các bạn muốn tớ làm ở phần bình luận. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.